vừa thấy cái bóng thằng này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi, cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500.000. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ ở giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi giờ làm gì anh? Thôi mình kiếm tiền trước đi. Tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh. Năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang. Vợ em là ở Bình Dương. Tết đó anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có một cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, vừa thấy cái bóng hôm này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời ơi. Lúc đó cái tướng ổng thấy ghét lắm anh. Bận quần tà lõn lửng lửng rồi cái áo phông mỏng mỏng, rồi mang đôi dép Lào của mấy ông già hay mang á, rồi mặt thì đeo mắt kiến mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi, cái thằng cha nội này hấp dịch quá, không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt trưa á chị, cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì chỗ đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em nào đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa, cái vợ em nó chưa chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rồi rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè, nên ông đem thẳng cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ông đâu. Vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu nhau là bao nhiêu lâu? Dạ từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Sao? Anh có bà thím cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó này đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Chứ ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Cứ 24.000 chị. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi. Cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất cá luôn á. Từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không? Mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là 1 tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24.000 mà nhân lên. Trời đất ơi. 48 nhân đôi là nhiêu? 96. 96.000 mà nhân cho 5 tháng. Trời ơi, chưa tới 500.000. Chưa tới 500.000. Trời ơi, chị mình đỡ hao. Trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì cái là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Em ghen giống hả? Bộ ổng hay say nắng người ta lắm mà sao em ghen? Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên là tới 25 tuổi luôn, lại muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500.000. Nhỏ này. Nhỏ này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận. Có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa cau trầu này kia đó chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào ở dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả?
Chị nào vậy? Nhớ hả? Tôi đây này không nhớ, nhớ ai vậy? Là em cứ mà ổng này chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng này hát ra bờ sông, anh hẹn với em mà chẳng hẹn cái bài hát mà hay em nữa. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới. Bài tủ của ta. Bài tủ của ta. Hát câu nghe coi coi. Hát câu. Dạ em hát ở đây đi, tầm bà không ghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta, em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghe được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mà mắt lý liếc nhìn giận nghe. Em hồi nãy có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em, vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn rằng là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới, rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi, mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm, đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh, thôi mình kiếm tiền trước đi. Mà không làm ăn có trên chân luôn. Dạ thì cũng nói có, chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đếm hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng có phan nhau trái được. Rồi bây giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em làm mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu cái tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều, nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á, là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với hai đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là hai đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh hỏi em tại sao tháng này bị thăm tiền. Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói thì đó, hai đứa con bệnh hoại em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà anh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị. Lúc đó chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó, không hề nói với nhau tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói. Lúc đó y như là mình chán, từ ở trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết. Anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc rồi theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gấc vậy, mà ổng rưng vậy chị. Ổng chạy lại cái ổng ôm em, ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích á. Đó hả, em vỡ òa luôn chị. Em khóc mà em phải thét lên luôn á. Trời ơi, là em càng thét mà ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Mà chuyện đã xảy ra lâu rồi. Dạ. Thôi delete luôn đi. Xóa đi luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng mừng. Em bu theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có tật xấu gì không? Cô ấy thì tật xấu là hay khóc. Với lại có một cái em thích là tối ngủ cứ bắt em không ôm được. Đó đâu phải tật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mình quen rồi á. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Có nhiều. Ủa là mấy năm luôn, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn dạ. Dạ. Rồi với còn lại, gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói để em xúc em làm này xíu làm kia xíu. Em không thích vậy. Cái hồi mình làm luôn bực mình cự lộn hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Vậy mong muốn thì vợ em là em dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có
Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? À, xong rồi thôi, đúng không? Xong rồi thành ai ngủ, đúng không? Rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Chứ cái đó là đúng đó, cái đó là đúng đó nha. Cái đó là quan trọng. Chị biết không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng, thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ xa, nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau. Phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Dạ thì em suy nghĩ là mình thương là mình hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em phải nói ra. Rơm rớm nước mắt em đừng có để ở trong trái tim. Mất mát gì cái lời nói đúng không nè? Trung. Đó. Vợ xin đó, đó cũng hành động đó, nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc nữa. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Nói rồi đúng bây giờ hung cái đi. Đó, hung cái đi rồi không dòm tôi nữa nè. Tôi thấy cái đó. Gì chưa nghe, tôi thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai bạn hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Ủa gì tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá tưởng chú quen ta không à. Thấy nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em không biết ngồi vừa không. Gì hả? Có khó chịu không? À không, ngồi đây cũng được. Ừ, không là tôi cho lên kia rồi. Rồi xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương hả? Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 31. 31? Dạ, là Dương. 31? Không phải. Hoàng. 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 Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? À, con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Vâng. Rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả con chào chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cột điện. 3T bánh không mà con bánh là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Tức là con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Ôi, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói luôn. Khổ thân thằng bé. Đúng rồi, con đi ăn nhiều lắm đúng không? Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không? Mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không? Hả Hoàng? Dạ không, con em cháu là béo tiềm năng rồi ạ. Béo thì ví dụ như là ở miền Nam đi, thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chưa đến. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy ở Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ thì giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên, đó là ở đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Bây giờ là thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ đang là thịt bò một nắng Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn
mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ hiện giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản bảo đảm, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Là chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú phải hỏi chị. Chị à, bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Chờ làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị chứ. Là thông điệp viên đó. Chứ sao lại không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô bà, sẽ phiên dịch cho con. Bà con yên tâm. Đại diện là Hoàng. À, không, dạ hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi, rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là cùng công ty. Là sao là con mười? Còn lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này, thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. À. Không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải chống rồi. Đó là hy sinh đời trai đó. Cũng có thiệt thòi cho vợ. Mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là... Anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là con... Trẻ liền. 3 phút 15 giây. Tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là công ty là gì? Dạ đấy là công ty về giày da. Rồi rồi sao nào? Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà cũng kể sai sự thật thế nào. Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, cam kết rồi mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi nó đi xuống đâu, mới về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghĩa là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho vâng. Để mà gặp con mà cứ xin giả xin, ngày xưa đúng con không? quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Bạn mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con nó để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Vâng. Kiểu chê. Anh nói thật đi. Nói thật nha. Anh phải nói thật chứ. Là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải lâu lâu tiên. Một hai ba lần. Công ty trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng là học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân không được không nhớ thế là đấy mới con cũng thuộc mải chơi nữa thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không thấy vợ con đâu nữa cả thì biết sao vậy. Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, từ lúc đấy là mất liên lạc. Mà cũng
nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nhưng mà cũng không để ý. Rồi lúc đấy chắc còn nhỏ đúng không? Tại con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng cái sim rác cứ dùng mà vứt đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè, ủa tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghĩ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đó thế là mình bảo thôi tự nhiên thấy chăn chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thế là thôi con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Còn trong thời gian đó con đi đâu? Con làm gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có gia đình. Dạ. Ok con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa rồi bao lâu thì lại các hồi con lại gặp lại nhau? Dạ. 75. 75. 55. Ừ. 55 tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? À không, con không lấy vợ. Con không lấy vợ. Con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Vâng, mình ở vậy gái đem chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ, cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng. Con là người chủ động, con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động ẹt Facebook của ảnh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Cảm giác bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng rồi cũng được 2-3 tháng. Lúc con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đó là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng không? Sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu tàu đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng. Lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tôi làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình, nó có đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì đâu gái một con trong mòn con mắt. Đúng chứ rồi, con làm sao vậy? Con đang định nói như thế, con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, nên là tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đột ngột như nào lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà đến lúc gặp lại đó phải kể thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên Ngô mà cô bên chồng mà chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc gặp lại ấy, sau 7 năm ấy sớm lên mỏi thì đúng rồi, tại vì tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật chia sẻ cũng ở chú Thuận con cũng thuộc dạng lúc đẹp dai có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút nhưng mà mất mối này còn 2-3 mối khác nên là
cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy, cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật. Lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong, nên là gặp bạn này cũng lên là cũng đưa quyết định. Mới là cái lúc mà, lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Cũng chưa đi đúng không? Phần nhỏ. Lúc đấy đi. Đang đợi bằng ấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới là xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, và con chia sẻ súng gấp vậy ạ. Súng gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng thôi là gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì để mà nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách nói chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe hai mấy cây số, đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón rồi mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cái gì cũng ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? À không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện, có phát hiện. Không, là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì. Tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Là chị gái phát hiện. Và ngay chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh báo là thứ nhất. Có cảnh báo là không được, ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu có đâu cả. Thì lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng vâng. Giấu không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm một cái công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu ấy, con đi sang sinh ấy, shipper nó vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu khi vào hết khi xuống tàu ấy thì không, chưa, cái lúc mà sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi. Gặp lại nhau, em yêu nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu nhiều. Một lần rồi, yêu, một lần yêu. Chia tay rồi. Vâng. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều cái ly kỳ. Không, nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, mất liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau một cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó con không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó.
Ừ. Vậy mà nở lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Khó chứ. Ông bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà. Có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Nghe lúc đó. Vậy em cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không chứ, trước đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2 3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 thì... tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ. Ông bạn này thì là đi, tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông, vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết. Không để sửa nhà. Đó thì là có tiền gửi hết về cho mẹ. Mà con rất quý một cái đó là, tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới còn quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ ấy, thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại, rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy, thì con thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ nó gọi ship vậy, ship hàng á. Mấy năm trước có ship chưa là ruộng cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì ra thì lúc là... đấy là không lỗ là may đấy chứ không... Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Thế là không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở, để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngựa. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị ạ. Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con ha. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên là mình cũng muốn là mình muốn phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt, tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship. Xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Đấy, quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi. Đêm bán thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình, rồi. Cái xoài keo, em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu, à, ăn biết giòn, rất xoài ngon luôn. Hồi đó là ở ngoài miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài ở trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản mà, cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi. Bây giờ quá ok đúng không? Không, hai mẹ con mới có hai mẹ chồng được đâu đó. À đấy. Vô đây coi như là tận dụng luôn đó. Hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con? Hay là dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé trai. Chị biết rồi, thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ủa rồi, ôi thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm một con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai?
Là có chồng sự kiện nào nói ấy, là gia đình chấp thuận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là có sự phấn đấu cho nhà để nhắc con ngoại phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mà mới vẫn xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là mà cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng, tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm ấy nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc cứ lông bông. Và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình phải làm chủ, mình làm shipper. Tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì hết cả. Thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Xe ôm mà thật ra bây giờ vẫn là xe ôm. Không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng không? Bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con hay bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có tôi thấy được bạn này cũng thành công đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đúng xong đó. Tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì chưa chơi được tôi sống rồi. Phải qua chương trình, phải qua chương trình đó thì mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân, vâng, tuổi thân là tuổi thân là mình có cố gắng thế nào nữa cũng vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái nhiều sóng gió đấy. Dạ, nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định định bắt cái gì? Bây giờ. Đó, nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ấy khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ấy. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc, nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản con? Thân cả cho chồng nó có cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì. Bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa nhưng mà về quần áo thì đi gặp cái đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, khi nào không có cái gì để máy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào cũng tay cũng xoắn nha. Nhưng mà con phải đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình. Ngày nào con cũng phải nhắc, lúc nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít. Ít thật sự, tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt. Nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em biết ấy. Gọi là chị dạ, nhỉ? Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng
cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng nó không còn khoảng cách nữa. Ừ. Đúng không? Đúng. À, dạ vâng. Rồi. À, còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế nhà con thì vợ con cầm hết. Không có tịch thu hết tiền con không? Không không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà, con thấy cầm tiền vướng. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à? Ôi rồi ôi. Chị nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Ừ. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi về cho vợ. Ừ đấy. Là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi, còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền, không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ tiền, chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng đấy, đấy. Chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Cũng mệt ra chi tiêu mệt. Mình đã béo rồi xong rồi cầm ví giày cộm mày nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiền ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào. Tức chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi được một cái việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? À, nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại thủ trước đúng không? Con phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn là bè. Là có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. À, con không cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Có khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? À, không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại phải mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng không? Đó. Là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ cũng thay đổi điều gì không? Con chỉ cần mỗi vợ con thay đổi là bớt thăng công chức việc lại, mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con livestream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diễn được không? Dạ con có ạ, lúc livestream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là livestream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi, mình sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế đấy là khác. Lúc livestream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. Rất là xong rồi. Còn đến lúc còn cá nhân mà buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đúng rồi, lúc nào tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, rồi kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Là con. Như vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu. Dạ, đó, sau công việc. Dạ. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện ở đây. Vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có bất kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái giận. Gì? Không, vâng đúng ạ. Đó. Không biết kiểm soát bản thân mình, không kiềm chế được. Dạ vâng đúng rồi ạ. Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.